Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hùng Review. Tiếp tục lại là một video đập hộp những sản phẩm trên Lageda. Và trong những video trước mình có upload trên kênh Apple Channel của mình thì đã có đập hộp một vài con tai nghe True Wireless với mức giá 1-200 nghìn rồi. Và anh em nói với mình rằng, ui, con tai nghe gì rẻ thế, bèo thế, có con tai nghe nào VIP Pro hơn không anh? Thì ngày hôm nay mình đã mua ở đây là một con tai nghe có mức giá 300k. Và trong video này thì mình sẽ review cho các bạn về một chiếc tai nghe VIP Pro hơn, để xem là với chiếc tai nghe này, có thể gọi là một chiếc tai nghe ultra gaming, một chiếc tai nghe ultra legacy, kiểu như là cái độ chế của nó rất là thấp, thì cái khả năng gaming của nó như thế nào, và trong tầm giá 300 nghìn thì con tai nghe này nó có ngon hay không nhá. Thì đây là con tai nghe K98, nghe đến cái tên K98 cái kiểu là PUBG các kiểu đúng không? Thì nếu bạn nào mà quan tâm về con tai nghe này thì mình sẽ để được link mua hàng ở ngay phần mô tả video nhá. Thì đây là cái mức giá mà mình đã mua được trên Lageda, trên Shopee chứ nhầm, nó sẽ là 328.300 đồng. Nói chung là một cái mức giá cũng ở cái mức gọi là giá rẻ trong làng tai nghe True Wireless rồi. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau unbox luôn. Đây là cái hộp khi mà mình nhận được khi mà mình mua hàng trên Shopee. Mình nói thật các bạn là những cái shop nước ngoài họ đóng gói khá ẩu các bạn ạ. Ví dụ như là cái shop mình mua ở đây, cái sản phẩm này có tên là K98. Ngoài ra thì trong cái trang sản phẩm này thì còn có một vài cái dòng tai nghe khác cũng có một cái số lượng bán khá là lớn. Ví dụ như là một vài tai nghe chỉ có 166.000 này, rồi 200 mấy nghìn cũng có. Nhưng mà đây có thể gọi là cái tai nghe VIP Pro nhất trong đám đấy rồi. Đó. Cái phần đóng gói này thì mình có một cái điểm trừ này. Họ đóng gói không có hộp mút, hộp xốp hay là gì cả, mà họ chỉ đóng gói bằng một cái bọc chống sốc thôi. Nên là khi mà vận chuyển thì chắc chắn là móc miếc các kiểu là chắc chắn sẽ xảy ra. Và đặc biệt là khi mà cái sản phẩm mình nhận được nó còn bị rách luôn cả một cái đường ở mặt sau. Thực sự là đây là một cái điểm mà mình rất là cảm giác không có hài lòng lắm khi mà mua nó. Và mặt trước chính là cái mã bill đơn hàng của chúng ta, cũng như là sản phẩm mình mua là K98 có khai thuế hải quan là 311.000. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là bóc luôn để xem là con tai nghe K98 này thì nó sẽ có cái gì VIP Pro, và liệu với cái phân khúc giá của nó như là 300k thì đây có phải là một chiếc tai nghe đáng mua hay không nhá. Cái hộp của nó khi mà mình nhận được nó đã bị rách ở ngay góc phần phía trên rồi, nhưng mà thật sự là không ảnh hưởng đâu. Mặt trước các bạn sẽ có hình ảnh sản phẩm này. K98 là một trong những chiếc tai nghe mà mình đánh giá rằng là có thiết kế rất là ngầu các bạn ạ. Mặt sau là một số thông tin khác của nó, ví dụ như là cái Bluetooth kết nối là 5.2, dung lượng pin vân vân. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành unbox ra và trải nghiệm. Cái shop mà bán chiếc tai nghe này thì thực sự mình thấy là cách đóng gói họ chưa cảm giác được cái sự gọi là chắc chắn khi mà mình mở ra cái nó bung hết sạch ra rồi. Thực sự là khi có thể là khi mà vận chuyển thì có thể là những cái tai nghe này nó bị văng ra ngoài khỏi cái vị trí đánh dấu, mình cứ lấy nó ra nhá. Còn đây là chiếc tai nghe K98 của chúng ta. Ui, cái phần vỏ cây của nó nhìn gấu thực sự các bạn ạ. Đây là chiếc tai nghe K98 của mình nè. Wow, nhìn thiết kế gấu nhở. Đấy. Ui, cái nắp này nó nhìn sộc sộc thế. Một chút nữa thì mình sẽ đánh giá thêm vào cái điểm này nhé. Mình sẽ để hai chiếc tai nghe này vào bên trong cái phần vỏ cây. Công nhận luôn các bạn là cái phần vỏ cây nó nhìn gấu thực sự luôn. Này. Đấy. Ui, nhìn chất lượng thực sự. Rồi, còn đến với phần phụ kiện bên trong thì các bạn sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng của cái sản phẩm này, có tiếng Trung và tiếng Anh nhé, nên là các bạn cũng rất là dễ để có thể là sử dụng thôi. Ngoài ra thì về phụ kiện thì các bạn sẽ còn có một số món phụ kiện khác ở đây. Chúng ta sẽ có một cái hộp và bên trong các bạn sẽ có, đó chính là hai cái tít tai để thay thế hơi keyboard, và các bạn sẽ có một cái sợi cáp USB Type-C để có thể sạc, nhưng mà các bạn nên vứt cái củ sạc này đi. Ngoài ra thì bên dưới nó không còn gì nữa nhé. Thì đó là tất cả phụ kiện và những gì mà mình nhận được khi mà mua chiếc tai nghe K98 này. Và bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm và cũng như là chia sẻ cho các bạn về chiếc tai nghe K98 này sau một khoảng thời gian sử dụng nhé. 2 hours later. Và như vậy thì mình cũng đã trải nghiệm được xong chiếc tai nghe K98 này rồi. Và đây là tất cả những cái chia sẻ của mình về chiếc tai nghe K98 này, để cho anh em quyết định là có nên mua hay là không. Còn đối với cá nhân mình thì mình đã bỏ tiền ra làm chuột bạch trước cho anh em rồi. Thế nên là đừng ngại ngần gì mà cho mình một like và subscribe vào kênh Hùng Review này nhé. Rồi, cái điểm đầu tiên ấy là về ngoại hình. Ban đầu thì mình thấy rằng là con tai nghe này có thiết kế rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Nhìn nó hầm hố thực sự, và cái thiết kế của chiếc tai nghe này thì nó khác bọt rất là nhiều so với những con tai nghe giá rẻ 100-200 nghìn, hoặc là những con tai nghe khác trong cái phân khúc giá này. Cái phần sơn của nó thì mình cũng đánh giá rằng nó tốt hơn, và đặc biệt là cái phần thiết kế của nó thì nhìn nó rất là gấu các bạn ạ. Các bạn thấy rằng là cái đầu của nó này thì nó giống như một con trăn vậy. Các bạn sẽ có cái phần răng nanh, rồi ví dụ như là cái phần đèn led ở cái phần miệng này, và thậm chí là trên đầu của nó cũng có 3 dải đèn led. Nói chung á là con tai nghe này không có gì ngoài led cả các bạn ạ. Nếu các bạn thích led sập sình các kiểu thì
lựa chọn con này phải gọi là bét tè là nhè luôn. Và hơn nữa nhá, thiết kế cái phần đầu cây của nó này thì các bạn thấy rằng là nó có những cái phần hốc gió giống như kiểu mấy con siêu xe như Lamborghini hoặc là Ferrari các kiểu. Nói chung á, là về thiết kế, về cái độ ngầu thì mình đánh giá rằng là đây là một trong những con tai nghe có thiết kế gọi là đẳng cấp nhất trong cái tầm giá này. Nói đến cái phần giải LED ấy, thì LED của con tai nghe này cũng không phải là quá xịn sò đâu. Nó cũng chỉ có một vài giải LED, trông nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta để nó trong bóng tối hoặc là xách nó đi cà phê với bạn bè, mở nắp ra một cái, ui, thằng này làm sao mà có quả đèn LED hay là có quả điện thoại nào nhìn LED đỉnh vậy. Thực ra đây là con tai nghe K98. Đó, nói chung là cái phần đèn LED này thì mình đánh giá khá mạnh. Đây là một trong những con mà có khả năng hiển thị đèn LED tốt nhất trong cái tầm giá. Đến với là cái phần hoàn thiện của cái phần vỏ cây ở cái điểm là bản lề này nọ, thì mình thấy rằng là cái phần hoàn thiện cái phần vỏ cây này mình thấy không tốt lắm. Cái phần vỏ cây còn rất là nhiều những chi tiết thừa vào bên trong ấy. Cái bản lề và cái phần vỏ cây nó có một cái độ click nhất định, các bạn thử nghe nhé. Các bạn thấy không, là cái độ hoàn thiện của nó mình đánh giá là không quá ngon. Và khi mà sử dụng cái phần nhựa này thì mình thấy đây cũng là một cái phần nhựa với mức giá rẻ thôi. Nói chung là tầm 300k thì chắc chắn là rẻ rồi. Đó, còn về cái phần tai nghe bên trong, khi các bạn mở ra thì nó sẽ có là nam châm để hít lại, nên là các bạn yên tâm là không có bị rơi ra ngoài đâu nhé. Về hai chiếc tai nghe này thì mình thấy rằng là thiết kế của nó cũng tương đối là ngầu. Các bạn thấy rằng là thiết kế của nó thì rất là nhỏ luôn các bạn ạ. Đó, và khi mà mình quan sát chiếc tai nghe này với những chiếc tai nghe trong khúc giá 1-200k thì mình thấy rằng là cái độ hoàn thiện của nó không có khác biệt nhiều so với tai nghe 1-200k đâu. Mình thấy rằng là nó vẫn có những cái bao via, nó vẫn có những cái phần chi tiết thừa trên cái phần housing. Mình thấy rằng là nó hoàn thiện chưa ổn lắm. Nhưng mà thực sự là nhìn lại mức giá 300k, anh em đòi hỏi cái gì tầm này. Và kể cả là cái phần nút tai này, mình thấy rằng là cái hoàn thiện của nó vẫn được làm từ chất liệu là cao su giá rẻ thôi, chứ không phải là cao su xịn sò nhưng là những con tai nghe khác. Nên là cá nhân mình nhá, mình không đánh giá cao về phần hoàn thiện của chiếc tai nghe này, kể cả cái phần vỏ cây lẫn cái phần tai nghe. Nhưng đổi lại, chúng ta sẽ có một cảm giác đeo siêu tốt các bạn ạ. Đây là một trong những chiếc tai nghe có cái cảm giác đeo kín và tốt nhất trong tầm giá mà mình có thể tìm kiếm được. Mình thề luôn, nếu các bạn đang cần cho mình một chiếc tai nghe mà nó loại bỏ đi nhiều cái âm thanh môi trường bên ngoài và gần như tách bạch hoàn toàn với môi trường bên ngoài, thì con tai nghe này bét đấy các bạn ạ. Đeo vào một phát gần như mình giảm được tầm 70% tiếng ồn xung quanh luôn. Nói chung á, đây là một chiếc tai nghe rất là thoải mái về cái phần đeo, và đeo lâu thì mình thấy rằng là cũng không có bị đau tai đâu, vì nó không có nhét quá sâu vào trong tai của chúng ta. Còn nói đến những cái điểm khác thì con tai nghe này nó sẽ dùng cho mình cái công nghệ Bluetooth là 5.2 các bạn ạ, nên là kết nối với điện thoại cũng như là kết nối với lại iPhone hay Android thì cực kỳ là đơn giản, không có vấn đề gì cả. Các bạn chỉ việc mở nắp rồi xách hai chiếc tai nghe ra là kết nối thôi. Nhưng cái Bluetooth 5.2 của nó thì mình chưa xác định được là có thật là real hay không. Tại vì căn bản là tai nghe 300k mà Bluetooth 5.2 thì mình thấy hơi hư cấu. Và nếu như có 5.2 thật đi thì cũng cần phải chia sẻ với các bạn là như thế này. Nếu các bạn muốn sử dụng được 5.2 thì điện thoại của bạn phải hỗ trợ 5.2 trước. Còn nếu như điện thoại của bạn hỗ trợ Bluetooth là 4.0 thì cho dù các bạn dùng Bluetooth 5 hay là 5.2 thì nó vẫn chỉ là 4.0 thôi các bạn ạ. Tức là chúng ta có nguồn phát là 5.2 thì nguồn thu của nó cũng phải hỗ trợ 5.2 thì mới có thể là dùng được nhá. Nhưng thứ khác mình cần chia sẻ với các bạn thì mình sẽ chia sẻ về cái phần đó chính là chất âm đi. Thì con này mình đánh giá là một trong những chiếc tai nghe có chất âm về phần gaming tốt nhất trong cái tầm giá này các bạn ạ. Mình trải nghiệm với tựa game Stardock, một tựa game bắn súng mà nhiều anh em khá là hay chơi, thì mình thấy rằng là cái âm thanh về tiếng súng khi bắn M4 này, rồi tiếng súng bắn AK này, thì mình thấy rằng là con này tái tạo một cách cực kỳ tuyệt vời. Và khi mà mình chơi thì mình phải wow, tại sao con này nghe tiếng súng, nghe tiếng chân hay vậy. Đó, thậm chí là một vài tiếng chân mình xác định hướng ở phía sau hoặc ở bên trái bên phải, mình thấy rằng con này rất là ngon ở cái điểm đó. Nhưng khi mà mình nghe nhạc thì mình thấy rằng là con tai nghe này nó chưa ổn lắm. Tại vì một chiếc tai nghe gaming thì nó sẽ thiên hướng là hỗ trợ cho khả năng gaming ngon hơn. Còn về cái phần nghe nhạc thì mình chắc chắn là không thể nào mà ngon bằng những chiếc tai nghe chuyên về nhạc rồi. Thì con tai nghe này khi mà nghe nhạc thì mình thấy rằng là cái sân khấu âm thanh của nó hơi hẹp. Cái giảm bass của nó thì đồng ý là nó xuống sâu ấy. Khi mà mình nghe tiếng AK này nó thì ok. Và khi mà mình nghe thì mình cảm giác là cái độ chi tiết và tách bạch âm thanh của chiếc tai nghe này thì chưa ổn lắm. Nói chung là nó chưa có thoát ra được hết, và mình nghe mình vẫn cảm giác nó bị bí một xíu. Giảm bass thì xuống sâu, cái treble thì ok, nhưng mà cái phần vocal ca sĩ ấy thì mình thấy rằng là chưa ổn. Nếu mà chúng ta muốn thích nghe vocal thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên mua những chiếc tai nghe earbud cái dạng mà không có nút ấy, thì nghe vocal nó sẽ đỉnh hơn và cái phần treble nó sẽ sáng hơn. Nói kết lại thì cái phần chất âm của chiếc tai nghe này nó hợp lý cho những bạn nào đang cần một chiếc tai nghe để chơi game. Âm thanh rất tốt, tiếng súng, tiếng chân và đặc biệt là cái phần tiếng bass thì kiểu là tiếng súng AK, tiếng súng M4 nghe siêu hay luôn, thể các bạn. Còn đến với cái phần đàm thoại thì mình sẽ cho các bạn nghe cái chất âm đàm thoại được thu từ con tai nghe K98 nhé. Đây, mình vừa thu xong và cái âm thanh này thì chưa có bất cứ một cái chỉnh sửa nào. Ok,
đây là cái âm thanh đang được thu từ chiếc micro K98. Các bạn có thể nghe qua và đánh giá về chất lượng đàm thoại của nó để xem là khi mà chúng ta chơi game thì đàm thoại nó có ngon hay không. Rồi mua về và muốn dùng mic để nghe gọi thì nghe qua cũng có thể biết được là có nên mua chiếc tai nghe này về để nghe gọi hay không. Nói chung ấy, thì mình thấy là đàm thoại con này thì ở cái mức ổn thôi. Còn nếu bạn ra môi trường đông người thì vẫn bị rè, và cái âm thanh của nó thu lại thì nó cảm giác hơi đục, nó không được trong lắm. Đến với một cái điểm nữa, đó chính là về cái phần gaming, thì con này được nhà bán hàng quảng cáo là ultra gaming, rồi ultra legacy, kiểu độ trễ rất là thấp. Nhưng thực sự là khi mình trải nghiệm thì mình thấy rằng là độ trễ của nó thấp thật. Và các bạn có thể bật chế độ gaming bằng cách là tap 3 lần vào bên tai, cái phần cảm ứng trên tai, thì nó sẽ bật chế độ gaming mode. Và nó còn có thêm một vài thao tác như tạm dừng, phát nhạc này kia. Các bạn có thể tìm hiểu trong cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng của nó nhá. Thì mình thấy rằng là khi mà mình chơi tựa game Standoff thì độ trễ của nó khá là thấp. Nói chung là nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 0,1 giây đấy các bạn ạ. Đủ để chúng ta chơi những tựa game bắn súng như là Standoff, hoặc là chúng ta chơi một vài tựa game như kiểu là PUBG Mobile, hoặc một vài tựa game như kiểu Free Fire chẳng hạn. Nói chung là ổn áp. Còn độ trễ khi mà chúng ta xem phim thì gần như không thấy đâu. Nói chung á là về độ trễ và khả năng trải nghiệm game thì con này ổn rồi. Và mình cũng sẽ demo cho anh em một cái đoạn mà mình test âm trên con này cho các bạn biết được là nó chơi như thế nào nhá. Về phần pin, con này có thể sử dụng được khoảng tầm là 4 tiếng liên tục. Và nếu các bạn không có sử dụng gaming mode thì con này có thể dùng được khoảng tầm là 5 tiếng liên tục với âm lượng ở mức tầm 50-70%. Nói chung là âm thanh ổn. Tổng thời gian sử dụng pin của con này theo như mình tìm hiểu nó rơi vào khoảng tầm là 100 giờ các bạn ạ. Mình thấy rằng ở đây nó ghi là standard time là 100 giờ thì mình cũng không biết là có thật hay không. Nhưng mà mình nghĩ rằng con này chỉ rơi vào khoảng tầm là 20 giờ là căng thôi. Tại vì là cái đèn led của nó bật liên tục như thế này thì cũng không thể nào mà pin trâu được. Đó là tất cả những gì mà mình đánh giá về con K98. Và mình thấy trong tầm giá 300k thì con tai nghe K98 này là một cái lựa chọn cực kỳ tốt cho anh em. Led lủng rất đẹp, rồi thiết kế của nó rất là ngầu, hầm hố, chất âm tốt, chơi game rất là ngon. Các bạn nghĩ sao về em nó thì đừng quên để lại một comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.